Kinh Punakha. Punakha Sutta. Tôn giả Punakha nói: Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến với bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ của các pháp. Nương tựa vào điều gì, các vị ẩn sĩ, loài người, các sa đế lỵ, các bà la môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư thiên đông đảo tại nơi này ở thế gian. Thưa Đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài, xin ngài hãy trả lời tôi về điều này. Đức Thế Tôn nói: Này Punakha, bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người, các sa đế lỵ, các bà la môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư thiên đông đảo tại nơi này ở thế gian. Này Punakha, trong khi mong ước bản thể này bị phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế. Tôn giả Punakha nói: Bất cứ những ai, các bậc ẩn sĩ, loài người, các sa đế lỵ, các bà la môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư thiên đông đảo tại nơi này ở thế gian. Thưa Đức Thế Tôn, những người ấy không sao lãng ở đường lối tế lễ. Thưa ngài, có phải họ đã vượt qua sanh và già? Thưa Đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài, xin ngài hãy trả lời tôi về điều này. Đức Thế Tôn nói: Này Punakha, những kẻ mong ước, tán dương, cầu khấn, cúng tế, những kẻ cầu khấn các dục bởi vì lợi lộc, ta nói rằng những kẻ ấy do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hiện hữu, đã không vượt qua sanh và già. Tôn giả Punakha nói: Thưa ngài, quả thật những kẻ ấy, những kẻ có sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế. Thưa ngài, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già? Thưa Đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài, xin ngài hãy trả lời tôi về điều này. Đức Thế Tôn nói: Này Punakha, sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian, vị nào không có sự dao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian là bậc an tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu. Ta nói rằng vị ấy đã vượt qua sanh và già. Kinh Punakha là thứ ba. Punakha Sutta Tatiyam. Tiếp theo.